Khóa học 10 ngày chạy văn cùng chị Hiên là khóa học đã làm nên thương hiệu của học văn chị Hiên. Đến năm nay, khóa học chính thức bước vào mùa tuyển sinh thứ 6. Đây là khóa học yêu thích của hàng nghìn học sinh các khóa 2K1, 2K2, 2K3, 2K4 và 2K5 trên toàn quốc. Với những kết quả vượt sức mong đợi, hàng trăm bạn học sinh đã đạt điểm 8 cộng, 9 cộng mỗi năm. Rất nhiều bạn đạt được 9,25, 9,5, 9,75 và đậu vào các trường đại học mơ ước. Khóa học 10 ngày chạy văn năm nay với chủ đề Gà cuối muốn truyền tải tới các em thông điệp 3 năm cấp 3 là một chuyến tàu đi qua nhiều sân ga. Mỗi chặng đường lại chứa được bao kỷ niệm, có những tiếng cười, cũng có cả những giọt nước mắt. Và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là ga cuối, là đích đến cuối cùng mà tất cả học sinh đều hướng đến. Năm nay cũng là năm thi cuối của chương trình phổ thông cũ 2008. Kỳ thi cuối cùng sẽ là cái kết đẹp nhất dành cho một thế hệ học sinh đã quen thuộc với hình ảnh một cuốn sách giáo khoa chung. Tất nhiên, trên hành trình cuối cùng này, khóa học 10 ngày chạy văn sẽ ở đây và chị Hiên sẽ đồng hành cùng với các em để giúp các em về tới ga cuối thành công. Thứ nhất, sẽ là những bạn học sinh chưa có lộ trình ôn cụ thể ở giai đoạn cuối. Thứ hai là các bạn học sinh đã quên kiến thức và muốn tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi thi. Thứ ba là các bạn học sinh đang ở mức khá, trung bình và muốn nâng cấp số điểm của mình lên mức giỏi. Thứ tư là các bạn học sinh muốn có người kèm cặp và hỗ trợ ở trong giai đoạn cuối này. Và thứ năm sẽ là những bạn học sinh mất gốc, chưa có chút kiến thức gì về văn cả. Những bạn học sinh thi lại, đổi khối hoặc là có xuất phát điểm thấp thì đó chính là những đối tượng mà chị Hiên rất mong muốn rằng có thể được gặp gỡ các em trong khóa học 10 ngày này đấy. Trước khi lên chuyến tàu khóa học 10 ngày chạy văn, em sẽ nhận được một cuốn tài liệu dày hơn 200 trang chứa đựng toàn bộ kiến thức nền các tác phẩm trọng tâm như thông tin tác giả, hướng dẫn phân tích tác phẩm. Bên cạnh đó còn là những kiến thức về nghị luận xã hội. Đây được coi là khóa học phiên bản thu nhỏ, giúp em dễ dàng theo dõi bài giảng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Đồng thời, trước khi học, em cũng sẽ được định hướng lộ trình ôn tập theo năng lực của bản thân ở thời điểm đó một cách phù hợp nhất. Vậy chúng mình sẽ được học gì và nhận được gì khi tham gia khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên? Đầu tiên, các em sẽ tham gia cùng với chị trong 12 buổi học. Mỗi buổi học kéo dài từ 3 tới 5 tiếng để chúng mình có thể. Thứ nhất là tổng ôn lại toàn bộ kiến thức, những tác phẩm trọng tâm trong chương trình văn lớp 12. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng ôn tập kiến thức phương pháp làm đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Thứ ba, sau khi đã có kiến thức nền và kiến thức phương pháp rồi, chúng mình sẽ cùng luyện đề theo cấu trúc đề, bám sát đề thi minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông. Và song song với các buổi học thì các bạn sẽ nhận được tài liệu bảng mềm siêu chi tiết. Thêm vào đó là sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ chị Hiên và đội ngũ các anh chị trợ giảng ở trong team học văn chị Hiên đấy. Khóa học kết thúc, các em vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ giải đáp nhiệt tình đến từ các anh chị trợ giảng và đội ngũ giáo viên. Vẫn sẽ xem lại được các video bài giảng để ôn tập lại một lần nữa trước khi thi. Chị tin rằng với sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Hiên và đội ngũ các anh chị trợ giảng trong khóa học 10 ngày, chắc chắn sau khóa học này các bạn sẽ có đầy đủ những kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là một tinh thần thật sẵn sàng để chúng ta có thể chinh phục được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bước vào trường đại học mà các bạn mong muốn đấy. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy đăng ký ngay. Link đăng ký thì chị Hiên đã để ở phía bên dưới rồi. Chị rất mong có thể được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày này để chúng ta quyết tâm cho đích đến cuối cùng. Đó là nhất định phải đậu được vào trường đại học mà các bạn mong muốn nhé. Hẹn gặp lại chúng mình trong khóa học 10 ngày nha.